Chào anh em nha, chào mình em quay trở lại với channel của mình nha. Khung 22 cầu đẹp anh em này, hai tài hai xỉu này, hai xỉu hai tài này. Hôm nay 68m anh em. Tiếp tục vào cái cuộc em nha, chốt em. Chia sẻ cho anh em cái lối chơi của tôi để anh em tham khảo nha. Ui xỉu luôn trận này đâu họ đeo cửa. Nhưng trận này là đã thấy sượng rồi các bạn, trận này thấy sượng rồi, 212 luôn này, 21 này, thế này xỉu anh em, cũng 212 rồi, tầm này mạng kém thế nhỉ, cũng 212 thế này luôn anh em. Trả lại tiền cho em, chốt như này được chưa? Ok chưa anh em? Ok cho anh em. Đúng 212, tiếng này tay có mới chút tài anh em. Bật chết thế này anh em. Cứ lầm lầm anh em làm tiền cầu kết thôi anh em ạ. Lầm lầm là tiền cầu kết như này là ok anh em. Hàng đây ba thua khoai khoai nhỉ anh em nhỉ, khoai khoai đấy anh em ạ, 33 này, hôm 33 thế này anh em này, bắt chết này, bắt chết thế này luôn anh em. Quân là chốt anh em nhé, quân là chốt. Được. Hay đấy. Ghi nhận. Cũng không có bệt luôn này. Bốn tay xỉu này, 422 anh em này, tìm tôi thế này đi anh em. 422 không chốt tiếng này chốt tiếng nào, không chốt thế này chốt tiếng nào. Ui rồi anh em vào tài nhiều thế này, sợ anh em cũng máu lắm anh em ạ.
nào. Xỉu tiếp anh em, xỉu nhỏ nha. Bốn một bốn anh em này, xỉu cái này anh em này. 750 đủ lãi luôn thế này anh em ạ. Được chưa anh em? Đúng khung, đúng khung thì anh em thấy ok không? Nghe thấy mưa không? Ngọt ngào chưa? Chốt như vậy thì anh em nó phải từ vậy. Chốt xỉu anh em bắt 44 này, bắt đúng một cái anh em này. 63. Ăn chắc hơn chúng mày anh em nha. Chắc cú rồi đã. Chắc cô cậu gánh đã xử tiếp anh em, xử tiếp anh em nhé. Chết tiếng xỉu nè, không phải soi thế này em ạ. Xỉu ok cho anh em. Đố trục anh em. Đố trục nó túi rồi. Đánh như vậy là đủ nha. Bát luôn anh em. Ok tài này, thôi trả lễ anh em nha. Nghiệp anh em. Nói chung là chốt được hơn 20 rồi anh em ạ. Quá là ok rồi. Hẹn anh em video sau nha. Chào anh em.